thì Nhân có cái này để giới thiệu đến quý vị. Thì bên Nhân hiện tại thì Nhân có bán mấy cái sâu chuỗi này quý vị. Thì đây là cái sâu chuỗi này ha, trong đây thì có 108 hạt. Thì cái sâu chuỗi này thì anh chị em nào mà xui đó, mà chơi số hoài mà không trúng đó, mấy bà buôn bán mà không được đó, thấy không? Đó thì quý vị có thể thỉnh về mình đeo vào tay, khi nào mà được 10 người hoặc 20 người đó thỉnh thì Nhân sẽ gửi một lần một đem vô trong chùa quý vị, nhờ thầy của Nhân xin vào đó, xin phép vào. Thì quý vị nên cân nhắc khi mà mình đeo á, thì mình bước vào toilet á, thì quý vị nên lột ra giùm cho tôi, đừng có đeo, tại vì phép thì nó cũng có cái linh nghiệm, cái không linh nghiệm. Quý vị đeo vô trong toilet thì phép làm thì mất linh nghiệm hết quý vị đó. Thì anh chị nào thỉnh thì liên hệ với Nhân qua cái số điện thoại cũng như Zalo của Nhân đó. Thì cái cọng này nó không nhiêu tiền cho quý vị, quý vị có thể đeo trừ tà ma. Nhân cũng mong là sẽ mang lại cái may mắn cho quý vị khi thỉnh cái sâu chuỗi này đeo đó. Thì quý vị có thỉnh thì quý vị nhớ ra cho cái địa chỉ và tên tuổi năm sinh của quý vị để Nhân ghi lại và đem vào trong chùa. Thì mỗi lần Nhân đi vậy là 10-20 cọng gì Nhân mới đi quý vị, mà cái cọng thì Nhân không có đi đó. Thì anh chị mà có thỉnh thì Nhân nhờ thầy của Nhân xin phép chổng để cho quý vị đeo, cũng mong là quý vị sẽ may mắn đó. Còn mấy bà nào mà đeo mà cảm thấy mà không may mắn gì đó là khiến tôi tài ơi thiệt khổ. Đây thì Nhân xin giới thiệu lại ha, đây quý vị xem cái sâu chuỗi này rất là đẹp nha quý vị đó. Thì chuỗi này thì Nhân cũng nói luôn ha, 108 hạt đó, quý vị có thể đeo quấn lên tay quý vị rất là đẹp đó. Nó không có nhiêu tiền đâu quý vị thì Nhân bán cái này thì để Nhân lấy cái tiền đó quý vị, nói chung thì cũng không có bao nhiêu, để Nhân làm cái đồng ngân để mà đi thỉnh đồ cũng như đi đến những cái nơi khác, Nhân đủ xăng để mà xin lộc xin tài cho quý vị đó. Thì cái hộp như thế này ha, thì nhìn đó quý vị ha, nhận là sẽ như cái hộp như thế này, sâu chuỗi như thế này, trong đây có 108 hạt ha, đó rất là đẹp nha quý vị. Trong cả nhà đang xem mạng nhậu kênh Nhân Trần TV, chúc cả nhà ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hiện tại Nhân đang có mặt tại cái ngôi nhà quan quý vị. Thì nơi đây phía sau ngôi nhà có hai ông Tài Dương Địa Dương quý vị. Thì ông hai Tài Dương Địa Dương này rất là linh thiêng nha. Thì Nhân đến đây xin tài xin lộc quý vị rất là nhiều đó. Thì bây giờ là cũng là sáng quý vị, giờ này là 3:30 sáng nha đó. Nhân đột nhập vô đây thì cái giờ này là cái giờ linh nha quý vị. Thì Nhân cũng mong là tối hôm nay đường xá xa xôi đến đây cầu xin cho quý vị cái lộc cái tài để quý vị tham khảo ngày mai là ngày 5/7/2022. Có đài công ty sổ số kiến thiết Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, miền Trung, điền thì có miền Bắc. Thì Nhân làm nghề bằng cái tâm quý vị, với cái mong muốn của Nhân là mang lại cái tài cái lộc cho quý vị trong nước và ngoài nước để xem kênh của Nhân. Thì anh chị em xem kênh của Nhân, ai chưa like thì mỗi người cho Nhân xin một like, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ clip của Nhân lên cho người thân bạn bè mình cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi nha. Rồi thì nói chung thì Nhân mệt chút cái gì, thằng nó mệt đi đường xa cái gì rất là mệt. Thì tại lập Zalo Gia Heo hôm nay thì nói chung thì Nhân cũng xin chúc mừng cho một số anh chị em hôm nay Nhân tặng trên Zalo hôm nay Nhân chốt còn 65 và còn 29 cái gì. Thì còn 65 và còn 29 thì miền Nam mình được trở nha, mình đang được ngay cho đặc biệt thì 65 và còn 29 về 4 lô, tổng là 4 lô nha. Rồi thì anh chị em nào có lộc có tài muốn phát tâm phát nguyện phụ Nhân được cái chi, thì Nhân cũng xin chân thành hoan hỷ và cảm ơn tất cả quý vị thì Nhân không có mà xin đâu quý vị. Vậy cái đó là quý vị phát tâm phát nguyện, thì nói chung là tùy cái tâm của quý vị, lương tâm của quý vị tự mà mình suy nghĩ. Những cái lộc của Nhân xin thì nói chung là quý vị biết có cái câu nói như thế này, của cho đi là của để dành. Thì anh chị em mình nói chung là số vong linh là nó như thế. Quý vị biết có những người Nhân tặng cho cả tháng quý vị cũng có, một tuần cũng có. Quý vị biết một bó nhang nó tới đâu quý vị, có bao nhiêu đâu, đúng không? Người ta làm người ta cũng, nè quý vị thấy những cái đầu này của Nhân thỉnh nè quý vị, thì người ta cũng đâu có cho Nhân đâu quý vị. Nhân bỏ cái đồng Nhân của Nhân ra để Nhân xin cho quý vị, đúng không? Thì Nhân cũng mong là sắp đến thì anh chị em nào ở trên kênh cũng như Zalo cũng vậy, ai có lộc có tài phát nguyện phát tâm
không thì để Nhân có thêm được cái đồng ngân quý vị để mà thỉnh đồ đến những cái nơi khác nữa, Nhân cúng mang cái tài cái lộc cho quý vị. Do chị không linh tra linh tinh nữa, nói nhiều quá, thấy không? Hôm nay thì Nhân mặc câu đồ này quý vị, thì quý vị biết rồi, mỗi lần Nhân mặc câu đồ này ha, mà tác nghiệp á, thì số lúc nào cũng rực rỡ hết nha quý vị. Tưởng đâu pháp sư không ha. Rồi hết cho quý vị cùng để cho Nhân tiến gần cái này qua. Thì phía trên quý vị ở đây nói chung thì trong nhà người ta có thờ tượng Phật A Di Đà với mẹ Quan Âm ha. Thì phía bên dưới thì ở đây thì chỗ này là quý vị đó, thì quý vị cũng biết rồi. Thì hôm nay ha, đột nhập vào đây cũng cầu xin các vị thần linh ở đây linh thiêng ban cho cái lộc cái tài, ban cho con số đúng ngày đúng tháng đúng năm để Nhân đi trả lễ nha quý vị. Kênh của Nhân xem thì quý vị cũng đã biết rồi, Nhân không lừa đảo của ai, không xin gì của ai. Nên chị em ha, mình xem hạn chế bị lộn số nha quý vị. Kênh YouTube thì quý vị biết rồi, có rất là nhiều chứ không phải là mình đang Nhân làm. Anh chị em thương mến Nhân thì xem ha, còn không thích Nhân thì anh chị cứ lướt qua, mình kiếm cái khác mình xem quý vị. Nhân không có ép ai hết. Quý vị biết rồi đó, giờ này tất cả quý vị đang ngủ hết rồi mà Nhân còn lặn lội nè quý vị thấy. Đây 3:40 quý vị thấy, giờ này Nhân đi là khoảng chừng 4:00 sáng mới về tới nhà quý vị đó. Quý vị biết rồi, vừa xin bộ số Zalo và vừa xin ở trên kênh đó, đó rất là mệt quý vị. Và vô đây thì nói chung là quý vị biết mồ hôi nước mắt quý vị thấy nước miếng chảy, trời ơi. Thì thôi không linh tan linh tinh nữa, thì Nhân cũng xin phép thỉnh đồ lên để làm cái lễ ha, tất cả quý vị cầu xin với Nhân ha, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm hại thành hòn núi cao. Đó là như thế, quý vị cùng nhau khấn với Nhân ha, mời mình cùng nhau rực rỡ Nam Trung Bắc ha quý vị. Rồi để không làm mất thời gian tất cả quý vị thì Nhân đã thỉnh đồ lên rồi quý vị. Quý vị nhà thấy gì với cây Nhân cúng không? Tươi tươi luôn quý vị thấy. Thì Nhân cũng mong cái tài cái lộc ngày mai cũng tươi tươi luôn ha quý vị. Trời ơi. Ai xem kênh của Nhân ha thì cũng lúc nào cũng tươi tươi luôn ha. Trời ơi. Tới công chuyện luôn. Bữa nay xuống sạc luôn. Trời ơi. Thì bây giờ mình xin phép làm cái lễ ha, để cầu xin chư vị thần linh ở đây cũng như các vị thổ thần ở đây ban phước ban lộc ban tài để ngày mai tất cả quý vị ai cũng được vui vẻ. Do anh chị em nào mới vào xem mà chưa like thì mỗi người cho Nhân xin một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha. Thì cái nút đăng ký cái chữ màu đỏ quý vị nằm bên phải màn hình điện thoại quý vị, tất cả quý vị ai chưa đăng ký thì bấm vào cái chữ màu đỏ đó để anh chị, để những cái video của Nhân đăng lên sẽ thông báo về máy cho quý vị. Ai muốn xem thì mình xem, quý vị nào không xem thì lướt qua không mất mát gì hết nha. Ướt nhẹ mình mấy hết quý vị ơi, trong đây nó mệt dữ vậy trời. Rồi thì hiện tại thì bên Nhân quý vị có Nhân có bán mấy sâu chuỗi, thì anh chị em nào có thỉnh chuỗi đó thì mình liên hệ trực tiếp với Nhân ha, cho địa chỉ ngày tháng năm sinh xuống nhà đó, để Nhân gom lại quý vị ha, để Nhân vào thầy của Nhân kêu thầy của Nhân trì chú xem phép vô để quý vị mình đeo vào. Thì anh chị em hạn chế ha, mình đeo mình đừng đi vô nhà vệ sinh ha quý vị. Rồi thì bây giờ ha, Nhân xin phép làm cái lễ tất cả quý vị cùng nhau khấn với Nhân. Con kính lại đặt tay nhân trạch thần hoàng muốn cảnh chứ gì thần linh kêu quản tại đất này tài dương địa dương
ngay tiệm làm tính chủ con đường xã xa xôi. Quay trở lại ngôi nhà này để xin tài xin lộc xin số, cầu xin chú vị linh thiêng gia hộ độ trì ban phước ban lộc ban tài ban cho con cặp số vào ngày mai là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022 nhâm ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch năm nhâm dần. Cái này công ty sổ số kiến thiết Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu miền Trung đêm thì có miền Bắc. Năm nén hương đã thắp đèn đã sáng, lễ vật giáng lên cầu xin chú vị đạo lộ đường xá về thụ hưởng, ban lại cho con cái là cái tài, ban lại cho con số đúng ngày đúng tháng đúng năm. Con quay trở đây con trả lễ Nam Mô Di Đà Phật. Chào gọi ước bình để cho anh quý vị kìa. Giờ mình xin đốt thuốc không quý vị. Một ngọn đèn đốt nén hương, mượn gió cửa thiền chúc thê lương. Hồng trần tương phùng do duyên số, nợ nặng không có chặn đau thương. Nay con đến đây kính thỉnh chư vị thần linh keo quản tại đất này, cùng các vị vong linh ông bà cô bác chiến sĩ tại đây, già trẻ lớn bé trai gái con không biết tuổi biết tên, xuôi chân là bước về đây thụ hưởng những cái lễ vật con dâng lên, trái cây tươi bánh giấy tiền muối gạo. Xin thỉnh mời các ngài dùng những con ly rượu mà ban lại cho con cái lộc cái tài, ban cho con số để con cứu nhân độ thế, giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Nam Mô Di Đà Phật. Tới công chuyện luôn. Bữa nay nhân hơi sung quý vị, chắc làm ba ly mới thấm quá. Trời ơi, quý vị thấy không, đâu có cái kênh nào như cái kênh của nhân. Quý vị thấy cúng toàn là rượu Pháp, rượu Tây, rượu Tàu không quý vị. Trời ơi đó, vậy mà còn số còn nhiều khi lộn ngược lộn xuôi tùm lum hết quý vị thấy. Trời ơi, đâu phải sinh ra một cặp số là chuyện đơn giản đâu quý vị. Rồi, nhân xin thỉnh thêm một ly rượu nữa ha. Ây da, con mời các ngài ly rượu nữa. Trời ơi, bởi con chuyện luôn. Tiếng gì vậy? Ai ghen ghen giờ này trời. Ghê quý vị. Giờ này có tiếng gì ghen ghen quý vị. Giờ này giờ linh nha. Giờ này là vong linh chiến sĩ. Ông bà người ta đi dữ lắm rồi đi. 3:30 sáng quý vị. Ngày mai tất cả quý vị tập trung nha, lên thuyền hết nha. Trời ơi, đi đâu cho thiếp theo cùng đuổi no, thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam, ví dầu tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. Trời ơi, chìm cái đò luôn, lấy đâu về, tới công chuyện luôn. Rồi thì không linh ta linh tinh đâu quý vị, tới giờ linh rồi ha. Thì nhân làm này lúc nào nhân cũng canh giờ nhân làm hết quý vị. Nhân làm toàn là giờ linh không mà quý vị có để ý không, số Zalo nhân cũng xin toàn là giờ linh không đó. Cho mấy bà ra cái đặc biệt luôn, về lần 4 lô 3 lô mà mấy bà không trúng, tôi không biết mấy bà chơi cái gì, tôi không hiểu nổi, thiệt tình chứ. Cầu xin chứ gì thần linh keo quản tại đất này ha, xuôi chân lập bước về đây tối đêm nay, ban cho con cái lộc cái tài, ban cho con số. Có lộc lớn xin lộc lớn, lộc nhỏ xin lộc nhỏ, con chạy xuống không.
số 1. Trời ơi, ghê vậy. Số 1 đứng liền quý vị. Đó, những cái bộ số như thế này ha, thì mình chỉ có nước lụm thôi. À thì con xin thỉnh số 1 lên chạy tiếp. Số 2. Phải hỏi tới con chuyện nữa. Rồi, thì số sinh rất là lẹ quý vị, nhanh gọn lẹ ha. Rồi, thì bây giờ Nhân sẽ không chạy tiếp nữa quý vị ha. Nhân xin chào quý vị ha, là con 12. Anh chị em nào muốn ghép cái lọc ba con ba càng thì quý vị ghép cái thứ của Nhân, hoặc là quý vị có thể ghép con số 0 012 nha quý vị. Giờ Nhân sẽ chốt cho quý vị đây. Thì thường quý vị thì Nhân kêu quý vị ghép là ghép cái thứ của Nhân ha. Thì hôm nay quý vị nào cũng muốn ghép thì quý vị ghép từ con số 0 cho đến con số 3 cho Nhân ha, đánh siêu chủ nha quý vị. Đây, thì bây giờ Nhân sẽ quả lên. Nhân xin được số 1 và số 2. Thì anh chị em nào ghép cái lọc ba con ba càng thì con 0 12, con 3 12 nha quý vị. Đó, con 12 ha. Con 21. Nhân viết con số lót luôn ha. Ngày mai nổ con 12, Nhân trả lễ con 12. Nổ con 21, Nhân trả lễ con 21. Nổ cái lọc cái tài lớn con 012 ha, hoặc 312 thì Nhân cũng trả lễ luôn. Rồi quý vị cứ tham khảo ha. Thì ngày mai miền Nam của mình có đầy Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, xứ sở tôi yêu, đó, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Quý vị nhớ nha, quý vị ghép con 012 nha quý vị trước nha. Tiếp đó quý vị ghép thêm con 312 cho tôi, thấy không? Thì tôi đọc lên để quý vị mình tham khảo lý do tại sao tôi kêu quý vị ghép con 012, thấy không? Đó, cái gì cũng có cái nguyên nhân và cái nguyên do của nó ha. Rồi, ngày mai là ngày 5 tháng 7 năm 2022, lụm. Tôi viết chữ lớn luôn, lụm lớn mới chịu nha. Đó, lụm lớn trả lệ lớn, lụm nhỏ trả lệ nhỏ, được không quý vị? Trời ơi, cái bà kiếm cho con biếu nè. Ai ok lụm ngày mai nè, con 012, con 021 ha. Con 12 và con 21 ha. Ngày mai vượt vợ Nam Trung Bắc. Ok lụm cho Nhân biết quý vị. Trời ơi, mấy bà vui lên cho tôi đi. Trời ơi, cứ vui lên đi, cái cuộc đời cho phép quý vị ha, thì mình cứ vui. Đây, cũng tại cái góc này và cũng tại cái cây này, trời ơi, tiêu diệt biết nhiều quả trứng quý vị. Lụm đó, quý vị thấy Nhân chọi không? Cái cây chỉ có chút xíu xíu thôi mà Nhân chọi cự ly khoảng 2-3 cây số quý vị, liền cái bể trứng liền, ghê thiệt đó. Hay là mình mấy ước nhẹp chân quý vị, coi nào quý vị thấy ước cho không chân gì. Ây, ơi, quý vị thấy nè. Xin Nhân một số quý vị thấy không? Nhân làm hết cái tâm của mình quý vị. Nhân cũng mong cái tài cái lọc ngày mai sẽ được gỡ để quý vị xem kênh nha. Ai cũng được vui vẻ ha. Rồi thì nãy giờ ha, những gì Nhân xin Nhân nói thì ai tham khảo được thì tham khảo, còn không tham khảo thì quý vị có thể xem giải trí giờ mình cho qua ha quý vị. Tại cũng có hai ly rượu cũng tới còn chuyện luôn, chóng mặt luôn quý vị. Rồi thì Nhân xin viết ngày tháng lên ha, rồi quả xuống và Nhân đốt xuống để các ngài sắp cho mình cái bộ số này ngày mai ha, được gỡ trên kênh Nhân Trần TV. Còn bây giờ thì anh chị em nào chưa like thì mỗi người cho Nhân xin một like, ai chưa có chia sẻ thì chia sẻ cái clip của Nhân lên cho người thân bạn bè mình cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi ha. Chúc tất cả quý vị ngày mai ai cũng có lộc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.